Rồi, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bạn mà yêu thích dòng cây hoa rẻ. Ở trong các cái video trước thì có một số bạn có bảo mình là chia sẻ thêm về cây hoa rẻ, tức là một số các cái đặc điểm, đặc tính của một cây hoa rẻ thì nó có khác với những cái dòng cây khác hay không. Đấy, cũng là chất liệu gỗ như thế, cũng là cái cây khai thác ở rừng. Đấy, thì nó có đặc điểm. Nhiều người lại nói là so sánh nên so sánh với mộc hương. Thì về ở góc độ cá nhân của mình thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như sau, các cái đặc tính cơ bản của một cái cây rẻ. Cây rẻ là một cây mà nó có sức khỏe, nó có cái độ bền rất cao. Độ bền ở đây thì nó nghĩa hơi rộng, nhưng mà tôi sẽ phân tích như các bạn. Thứ nhất ấy, là ngay cả khi mà các bạn đánh ở ngoài rừng và hoặc là đánh ở dưới đất ấy, nó bị vỡ bầu đấy, thì cây nó vẫn 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 nó cái nó tỷ lệ sống nó vẫn rất là cao. Các bạn xử lý các cái đầu rễ dâm ủ cát thì vẫn sống bình thường đấy. Và một cái đặc điểm rất quan trọng cho những bạn nào mà kinh doanh, tức là mua về, các bạn mua bầu về sau đó là các bạn làm để làm tức là làm thương mại đấy, ví dụ như là chúng ta trưng bày ở các cái gian hàng, gian hàng bán về cây hoa ở chợ như chợ Hoàng Hoa Thám hay là một số cái chợ Hà Đông chẳng hạn, thì các bạn yên tâm là nó không có hiện tượng, các bạn chỉ vùi cát, nó giống như mộc hương ấy, nó không bao giờ bị bỏ lá. Nếu mà chúng ta trồng một cái cây mà chúng ta làm thương mại mà cây nó lại bị bỏ lá thì coi như là khách hàng người ta không thích. Thì đây là một đặc tính rất là hay. Đấy, ngay cả những khi mà các bạn đánh bầu lên rồi nó bị vỡ một phần thôi, nó không bị chút lá và cây nó vẫn khỏe, vẫn ra hoa bình thường, với điều kiện là các bạn chăm đó là hãy giữ ẩm và vùi dòng cát thì cây vẫn khỏe. Một số cây khác thì không có cái đặc tính này và cây sẽ héo và rụng lá đi ngay. Đấy, thì đấy là một cái thuận lợi, rất thuận lợi cho các bạn. Và cái thứ hai đó là điểm nữa là cái cây này ấy, là cái cành nó khá là dẻo. Các bạn mua về các bạn này, vào dây kẽm, ví dụ như cây này mình vào dây kẽm đấy, thì nó không có cái hiện tượng là cành cứng, bạn khó bẻ, rất dễ làm đấy. Đấy, thì đấy là các cái điểm cộng của một cái cây rẻ, cây hoa rẻ cho các bạn đấy. Thì với những cái cây, một cái đặc điểm, điểm cộng thứ hai nữa là cây rẻ nó sẽ giúp nó một cái cây dược liệu quý ở trong gia đình của các bạn. Tôi có làm một cái video là tôi được uống cái nước cẳng từ cành này, lá, những cái cành này, cẳng này, thậm chí cả rễ. Đấy, người ta đã sắc ra thành nước để uống. Đấy, và thay cho nước uống bình thường. Đấy, cho nên là các bạn thấy rằng là nó rất nhiều các cái lợi ích mà chúng ta chơi hay là sử dụng nó như là một cái nguồn cây, cây quý ở trong gia đình của các bạn. Đấy, thì các bạn đã yên tâm nhé. Đấy, lá chúng ta có thể là sắc ra uống trực tiếp, nó rất là đẹp. Và hôm nào thì tôi ở video sau tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Đấy, bứt cái lá này xuống, cho vào ấm chè hoặc là sao sắc uống để cho các bạn thấy là nó tuyệt vời này như thế nào. Đấy, thì đấy là một số các cái đặc điểm rất là tuyệt vời của một cây rẻ. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể làm cây công trình, những cái cây bóng mát. Đấy, nó vừa có hoa vừa dáng đẹp và cây nó cái độ bền của rất rất là cao. Đấy, như vậy thì nó rất là nó nhiều các cái tính năng như vậy. Đấy, lợi ích rất tuyệt vời, đúng không nào? Thế thì bạn có bất kỳ các câu hỏi nào về cây rẻ thì ở góc độ mà tôi biết được thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thêm. Đấy, thì các câu hỏi bạn đặt ở phần comment tôi sẽ giúp đỡ các bạn. Rồi, chúc các bạn may mắn thành công và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở chương trình lần sau.